Sư ơi, cho con hỏi là trong thế giới ngạ quỷ có khái niệm ma cũ bắt nạt ma mới không sư? Một câu hỏi khác là Thuận Kiều Plaza đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Theo như con biết, các nạn nhân trong vụ cháy năm nào đã đi đầu thai. Do chúng sanh thân hoại mạng chung là đầu thai ngay theo nghiệp. Thế thì những chúng sanh đầu thai vào ngạ quỷ sẽ ở một chú xứ khác hay vẫn ở đó thưa sư? Và họ ở đó có làm hại hù dọa những người cách ly, nhân viên công tác ở đây không ạ? Thưa quý vị đó, đối với cái hàng ngạ quỷ đó thì không có tình trạng là ma cũ bắt nạt ma mới. Mà nó sống nó giống như là xã hội hiện đại vậy đó. Tức là gì? Anh có tiền anh có quyền lên tiếng, còn không có tiền thì không có quyền lên tiếng. Nhưng mà trong hàng ngạ quỷ thì nó không có dùng tiền mà dùng phước. Tức là cái con nào mà phước nhiều á thì những cái con phước ít hơn nó sẽ tự động sẽ tránh xa ra, nó sẽ bị lép vế. Giống như là trong một cái cuộc mà hội họp ấy thì cứ cái con nào mà phước nhiều thì nó sẽ lên đầu, còn cái con nào phước ít thì nó cứ lùi lại ha. Rồi khi mà gặp nhau á thì cái con nào phước ít á thì nó sẽ nhường cho cái con kia. Đó là cách sống trong cái hàng ngạ quỷ. Đó là sống nhờ phước. Còn cái vụ mà Thuận Kiều Plaza thì như thế này nè, những cái chúng sanh nào đã chết rồi thì họ đi đầu thai ngay lập tức. Và thường á, cái cảnh giới, cái nơi họ đi đầu thai á, nó sẽ không phải là tại chỗ đâu, họ sẽ đầu thai ở một cái nơi nào đó nó xa. Có những chúng sanh ấy đầu thai ở một cái cõi khác ngoài cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này. Đấy. Cho nên không nhất thiết là phải ở lại cái chỗ mà họ đã từng mệnh chung. Cái khả năng đó, nó rất là hiếm nha. Hiếm ghê lắm. Nó hiếm. Còn nếu mà quý vị sợ á, cái kiểu mà sống mà sợ ma, là những cái kiểu mà đồn thổi á, thì có một cách như thế này nè, quý vị nhớ giùm. Hàng ngạ quỷ á, hoặc bất kỳ cái hàng phi nhân nào, nó sẽ không thể làm hại những vị có chánh kiến. Ok, thứ nhất. Cái thứ hai là hàng phi nhân ấy thì nó sẽ e sợ, nó sẽ ngại, rất là ngại những cái vị là đại phước. Thành ra quý vị có thể dùng hai cái để quý vị bảo vệ chính bản thân mình. Không chỉ riêng ở xin nó Thuận Kiều Plaza mà mình có biết là có chắc gì ở đó có hay không, mình đâu có thần thông đâu mà biết ha. Mà xin nói ở bất kỳ nơi nào, thậm chí quý vị có đi ra ngoài nghĩa trang ở cũng vậy thôi. Ở những nơi mà mình nhắm là cái khả năng có phi nhân nhiều á, nhớ như thế này. Thứ nhất là mình nên trang bị cái phước cho mình. Mình tạm gọi là nó giống như là mình lót tay hoặc là mình tặng quà trước ấy thì mọi người đều vui vẻ ha. Người ta có câu là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đấy. Bằng cách nào mình tạo phước, quý vị tạo phước, sau đó đó quý vị đến những cái nơi đó quý vị chia phước đến cho họ, mở miệng cho ra nói đàng hoàng nha. Tức là những cái phước mà tôi đã làm đây nè, tôi xin chia phước đến cho những cái hàng phi nhân, những cái hàng khuất mặt mong cho quý vị thọ hưởng tùy ý rồi thoát khỏi những cái điều thống khổ và tái sanh về những cảnh giới tốt đẹp hơn. Đấy, quý vị mở miệng ra, quý vị nói phát ra thành lời nha. Ở những cái nơi mà có thể có đó thì có thể quý vị sẽ trải nghiệm một cái cảm giác, có thể nó sẽ rùng mình, nó sẽ nổi da gà. Quý vị nên làm thử ha, chi phước đến cho tất cả chúng sanh. Chứ còn chúng ta đâu có thần thông đâu mà mình biết chỗ nào có hay là không có. Đến những cái chỗ mà có khả năng có đấy
chi phước. Mà nhớ nha, phải tạo phước thì mới có phước, chứ còn không tạo phước thì phước ở đâu ra mà có mà cho. Cái thứ hai là quý vị rải tâm từ để bảo vệ chính mình. Trong chú giải pháp cúi và thậm chí trong kinh ấy, có những vị tỳ kheo bị những hàng phi nhơn họ phá, họ không có chỗ ở, thì Đức Phật đã đề nghị chư tỳ kheo á, là hãy rải tâm từ. Nhờ như vậy đó thì mình sẽ không có bị hù, bị ma nhát á, mình tạm gọi là bị ma nhát. Đức Phật đề nghị là chúng ta nên thực hành phương pháp rải tâm từ để tránh những cái trường hợp này. Đấy, nên có tâm từ với tất cả chúng sanh. Ngoài ra thì còn một phương pháp nữa, đó là trong những trường hợp mà quý vị có nghe, có thấy những âm thanh, những cái hình ảnh mà ghê sợ đó, Đức Phật lại đề nghị thêm một cái phương pháp nữa, đó là gì? Đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng. Cái phương pháp tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp thì sư đã có đưa vào ở trong cái lớp Phật pháp nền tảng rồi đó, quý vị nghe và quý vị thực hành theo. Còn đề mục tùy niệm tăng thì sư vừa mới trả lời ở câu hỏi trước. Cho nên khi mà nghe một cái âm thanh gì mà nó kinh khủng, nó ghê sợ, hoặc là thấy một cái gì nó kinh khủng, nó ghê sợ, hoặc là mình có cảm giác gì mà nó sợ hãi, thì áp dụng cho sư ba cách trên ha. Thứ nhất, làm phước, mở miệng ra, đến những cái nơi mà mình cảm thấy mình nổi da gà đấy, mở miệng ra nói hồi hướng phước đến cho họ. Cái thứ hai là thực hành rải tâm từ, và cái thứ ba là thực hành đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp và tùy niệm Tăng.